cả các bạn. Bong gân chấn khớp là một tai nạn cũng hay gặp lắm, đặc biệt là với các bạn học sinh phổ thông, cái lứa tuổi mà hiếu động. Thế nhưng mà khi bị thì cái người bác sĩ điều trị phải xác định được đúng, chuẩn xác về nguyên nhân gây bệnh cũng như tình trạng bệnh để đưa ra cái phác đồ điều trị thích hợp thì bệnh sẽ nhanh khỏi. Cái này thì đòi hỏi cái người điều trị, cái người bác sĩ đấy là phải có giàu kinh nghiệm. Tất nhiên là với những người làm nghề y học cổ truyền như chúng tôi ấy, thì những cái này chúng tôi gặp rất là nhiều, tôi làm thường xuyên. Và sau đây là một cái trường hợp như vậy. Khi đến là bệnh nhân trong tình trạng đã điều trị ở bệnh viện một tháng rồi. Để đích thân phụ cho cháu. Thế nhưng mà cái hiệu quả rất là thấp. Và họ chuyển hết cái hình thức đeo băng nọ đăng kia sang để làm, thế nhưng không kết quả. Thế qua người quen giới thiệu, sau khi xem các cái kênh YouTube này thì họ tìm đến. Và các bạn thấy đấy, bây giờ mời các bạn xem nhé, xem nó thay đổi thế nào nhé. Đây nhá, nhìn này, cái khoảng hở, đây là khớp bị diệt ra ngoài, xịt đội vào chỗ xương cái mỏm không mỏm cùng vai, nhìn thấy không? Cái hôm qua vừa học tay đấy, công y võ cho đảm học xong. Đấy, đây kết quả kết luận đây. Ok. Bây giờ là con tay con dơ như nào? Chỉ khó con dơ đi. Có ngồi được cái gì đó? Con dơ đi, con dơ xin đến đâu thì hết chưa? Hết cỡ rồi gì? Có đau không? Khó chịu, con vòng ra sau lưng thế nào? Không vòng được đâu, con vòng tay đi. Vòng hẳn lên này. Được không? Ok. Nói như đấy đúng không? Ừ. Cái này thì nhanh thôi nhá. Đây, cái này dùng y võ chất. Có luôn. Rồi. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thấy nhá. Làm luôn mấy động tác khoa học, tí là nó được ngay giờ đây. Đấy. Thì học cái này nó hay là chỗ thầy hay có bệnh nhân để mà thực hành. Để mà thấy. Đây nhá, các bạn ra đây. Nào bây con dưa tay này lên đi, con tay con dưa hết cỡ đi. Thoải mái nhá, tay kia. Hết rồi đúng không? Thế thì bây giờ nó đang cài như vậy. Đang cài như vậy. Thế thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải làm động tác đi bỏ quăng vai, quăng làm gì? Quăng là để nó kéo cái thằng giãn ra, nó rơi, sau đó kéo ngược trở lại để rơi ổ chảo dưới. Bởi vì đang mắc ổ chảo trên, nó cài cho ổ chảo trên, nó dính vào đây. Bây giờ đưa nó xuống ổ chảo dưới thì tay nó mới quay được bình thường nhá. Cái động tác này đơn giản không đau con ạ, nhá, thả lỏng này. Bản chất nó đang bị rơi lên ổ chảo trên, các bạn thấy không? Nó cài, mình đưa nó về ổ chảo dưới. Hôm trước bị bảo đưa đi, đau lắm mẹ ơi. Đây đây, nhìn này. Nào ngoài con đang chắp tay lên này, lên đây đi. Đấy, khi mà hai tay đưa lên sát vai là bình thường. Nào giật cái nữa cho nó ổn định, nằm ra. Nằm ngửa tiếp. Bây giờ quen rồi. Tay nào? Đây nha. Khóa này. Thả lỏng đi thôi, thả lỏng. Xong đây là được này. Rồi bây giờ sẽ chứng minh luôn. Sau đó bây giờ chưa đủ nhá, bây giờ sẽ làm luôn cái căng các lực nữa để cho nó chỉnh lại cái cơ này, vì nó thằng này bị hơn tháng rồi.
nó khi nó bị mẹ nó gọi điện, thế nhưng mà lúc đấy là nhà thì lại cũng có tin vào bệnh viện cơ, cho nên là nó đi bệnh viện chữa rồi đấy chứ, đúng không con? Bệnh viện chữa rồi không được thì bây giờ thầy sẽ chứng minh là là thầy sẽ cho nó lên nâng được cả quả tạ ngay giờ đây nha. Cái quả tạ này là 6 cân này con nhá, bây giờ cho mày nhấc quả đầu rất nhanh bây giờ đây. Đây quả tạ 6 cân nhá, tay này đúng không? Ừ. Nào ra con ra nhấc quả tạ đi. Cái tay đau ấy, nhấc khỏi đầu. Nhấc khỏi đầu luôn. Xong chưa? Thôi xong rồi. Đấy các bạn chứng kiến chưa? Thế thầy dạy, thầy làm đúng gì? Đâu? Giờ không sao. Đâu mẹ phát biểu đi, mẹ đi chữa bệnh viện rồi mẹ thấy thế nào? Em hôm trước em đã định đưa đến rồi, mẹ bây giờ con đau lắm, sợ mà con đau con không chặt đi, nó sợ nó không đi nữa. Mày đi không phải bây giờ mới ổn không? Đấy. Từ hôm đấy nay là bao nhiêu hôm rồi nhỉ? Một tháng. Đấy, một tháng rồi mà chữa bệnh viện bác sĩ bắt nó đeo để gửi ảnh cho xem, bắt đeo hết đai số ấy, xong bây giờ bắt đeo đai số 8 này. Này. Nó ẩm nên nó cứ xuồn, nó có đeo luôn, đi học nó cứ mang đi, nó sợ mẹ nó mang đi xong nó để cặp nó mang về. Thế thì còn lâu nữa. Thôi xong rồi, chú nào làm cho nó vai gáy này. Đấy các bạn thấy không? Rõ ràng trước mặt các học trò của mình. À, đấy các bạn, đấy là các bạn đang học tôi cái lớp gọi là master lớp sống đấy. Họ sẽ học trong khoảng ít nhất từ 2 đến 3 tháng trở lên. Và họ được trực tiếp nhìn tôi phân tích cái trường hợp bệnh như thế rồi sẽ chữa như thế này, và kết quả đúng như tôi đã phân tích. Thế nhờ vậy là họ có được cái kiến thức, có được kinh nghiệm rồi. Sau đó thì họ sẽ phải đích thân làm. Những lần đầu tôi làm, những lần sau họ tự nhiên làm. Vì thế thì sau 2-3 tháng thôi, tay nghề của họ sẽ tương đương với những người làm nghề trước họ 7-8 năm theo cái cách học thông thường. Bởi vì thú thực là nếu học thông thường thì về làm gì đã có bệnh nhân ngày, đúng không? Thì học của tôi thì suốt ngày có bệnh nhân, suốt ngày bệnh nhân. Và được chữa cùng thầy, được thầy bắt chữa, rồi chữa cả chính người tôi. Vì thế là họ rất thích đến tìm học các lớp học của tôi. Bạn cũng thể làm được nhé, nếu bạn muốn tôi sẵn sàng truyền dạy cho bạn ở trong các lớp học của mình. Thầy Nguyễn Ngọc Hương, số điện thoại là 0987561964. Rất cảm ơn các bạn và đã theo dõi, và hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Bạn hãy cũng giúp tôi chia sẻ với mọi người để người ta biết rằng là có một phạm chữa bệnh của người Việt Nam nhé, nhẹ nhàng, đơn giản, cực kỳ hiệu quả. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.